Wow, wow, lùng sủng luôn. Ủa, anh nhớ cái chiếc xe em nói là dáng cao mà sao xe này nó lùng sủng như rắc vậy? Xe là dáng cao mà. Dáng cao hả? Đúng rồi, dáng cao á. Dáng cao mà được hạ lùng hả? Dạ đúng. Cha mẹ ơi, nó lùng sủng à. Wow, nhìn cái thế không là biết xe cọp rồi á. Thì cái xe này là cái xe em nói lấy mười mấy giải hả? Đó đó. Thống lĩnh 2K hả? Dạ. Quá ghê gớm luôn. Thôi bây giờ lột ra cho anh thấy đi. Sao chùm chi vậy? Chắc chưa, anh sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, đang hồi hộp lắm. Rồi. Rồi, lột ra nha. Lột ra. What the hell? Cái gì vậy? Cái này cái sườn xe mà, chiếc xe gì? Xe. Cái sườn xe. Em gắp xong rồi, chiếc xe mà. Cái sườn xe, cái gắp, cái cổ, cái bánh không mà, còn cái cục máy đâu? Máy này là xe này đang chạy công nghệ Bluetooth. Là máy là ban ngày không có thấy, chỉ có ban đêm mới thấy thôi. Ê mày dắt tao đi phải không? Dắt cục... đâu thiệt. Cục máy là công nghệ Bluetooth hả? Đúng rồi, ban ngày không thấy, chỉ có ban đêm mới thấy thôi. Cái cục máy này bao nhiêu cc vậy? Cục máy này tới 180cc. Ghê vậy ta. Đúng rồi. Rồi nó đi cái họng xăng gì đẹp quá vậy? Họng xăng này là họng xăng tàng hình luôn, em cũng biết họng xăng gì. Thôi mày tào lao quá mày ơi, cục máy đâu? Máy tại Bluetooth, buổi sáng sao anh thấy được. Mày nhây quá à. Bluetooth mà. Rồi cái cổ nó đang đi cái đầu đèn gì vậy? À, đầu đèn thì không có đầu đèn luôn, tháo dọc rồi. Rồi cùm gì? Ga đâu? Cùm Bluetooth, ga Bluetooth luôn. Vậy sao chạy? Vậy mà em chạy mới được. Đâu mày lên mày nổ máy tao nghe thử coi. Nổ máy đúng không? Ừ. Bom 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 bom. Nó nổ máy đó. Nghe không? Bom bom bom. Đâu mày nạt coi. Nhảy dữ quá. Chiếc xe kia đâu ông nội? Nói chứ giỡn nhanh thôi, chiếc xe kia nằm trong kìa. Là chiếc xe này chuẩn bị làm dạ, gì vậy? Chuẩn bị gắp 62 tự do dán cao anh. 62 tự do là cục máy ẹt hả? Dạ máy ẹt cho 50. Quá ghê luôn. Ê mà dán cao mà mình được hạ cái xe nó lùn gì hết ta? Dạ được anh. À có thể làm được. Dạ đúng rồi. Là xe này cái sườn là theo anh thấy là sườn nhôm luôn á. Dạ đúng rồi. Nguyên cái xác xe là sườn nhôm dạ, nè. Đúng rồi, nhôm từ đầu. Cổ nhôm, chẽn ba nhôm, ghê thiệt. Gấp là đi gấp kinh rắc dạ, hả em? Gấp kinh rắc anh. Wow, cái vỏ sau đẹp quá ta. Dạ, vỏ sau là vỏ dành riêng cho chạy xăng anh, vỏ V-Gripper. Cái vỏ này cũng chịu mấy một cái á. Dạ đúng rồi, chịu, nếu giá hiện tại thời điểm giờ khoảng 1 triệu mốt. Ừ. Nói chung cái lớp này thì đi nó rất là mau mòn, cho nên là mấy anh em chạy sân á là hay dùng cái lớp sau. Nó bám đường dữ lắm á ta. Dạ đúng rồi, nó bám rồi luôn. Nó có ruột không? Dạ có. Có ruột đúng không? Ờ, cái chiếc này là đang làm thôi, dạ, chưa có xong. Làm. Đúng rồi. Ok thì cái chiếc này mai mốt mà anh em bên đây làm xong á thì mình sẽ qua mình mượn cái chiếc này mình quay cho anh em xem ha. Một chiếc xe đua dán cao. Thì ở đây là anh em mình chơi xe đua thôi. Là em là gốc Thái luôn hả Việt Nam? Dạ Việt Nam. Sao nhìn mày giống Thái Lan quá vậy? Ai cũng nói vậy. Ok bây giờ mình dắt cái chiếc này vô đi. Đó. Đâu chiếc nào? Đó chiếc nào, đầu dưới đây nè. Đó. Đó. Chiếc này hả? Dạ. Đúng rồi. Cái xe này theo em nói với anh đó là nó đạt mười mấy giải ở 2K rồi. À, nếu mà tính tới thời điểm hiện tại nó đạt được 14 giải ở sân 2K. 14 giải sân 2K. Đúng rồi. Ghê gớm. Là hiện tại là nó đang thống lĩnh cái hệ này luôn đó, hả? Dạ, đúng hệ rồi. Bô xăng lửa. Dạ bô xăng dán lửa. Cao. Dán cao trước nắp window xuống đất là nó hốc là xe này là đang có số dây đỉnh nhất ở hệ đó luôn. À. Chưa ai phá được số dây xe này. Wow. Ghê vậy ta. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem một chiếc rất là đỉnh ở cái hệ bô xăng lửa trên 2K ha. Thì mình cũng quen biết đứa em này qua Facebook thôi. Thì nó kêu mình qua, nó phe cho mình xem cái chiếc xe ở bên chỗ mình đó. Thì em là người cầm lái chiếc xe này luôn. Thì có cái giải nào mà đặc biệt với mình không? Mình đã đạt được mười mấy giải rồi. Thì trong mười mấy giải đó nó có cái giải gì mà nó tâm đắc, kiểu như là nó có khó khăn? Có, mình có cái giải là Ford tháng của tháng 10 anh. Ừ. Là tụi em có hai chiếc, là một chiếc xe này với lại một chiếc xe Winner. Ừ. Là tụi em chạy chung một hệ. Ừ. Trong quá trình chạy á thì vòng đầu thì cái máy xe này, cái máy của xe cũ nè, nó bị lúp, nó bị lúp luôn.
lốp bê luôn. Nó hư. Mà cái xe là số dây đen đạt. Xong rồi tụi em chỉ được có 5 phút khắc phục thôi. Là tụi em phải sàn nguyên cái máy winner trên cái xe winner qua, hết đầu winner qua, để qua một cái xét Sonic này trong vòng 5 phút. Sàn qua. Dạ đúng rồi, chỉ trong vòng 5 phút. Thay cục máy trong vòng có 5 phút thôi. Dạ đúng rồi. Là vô lấy giải luôn. Dạ là vô lấy giải. Qua dữ luôn. Là giải đó anh em ai cũng tâm đắc với mệt mỏi. Ừ, nói chung là chút xíu nữa mình sẽ vô trong đó mình quay mấy cái cúp ở đây cho anh em xem. Đó, xe này đạt rất là nhiều cúp, cờ bọng đồ treo đầy tường hết luôn. Đó, bây giờ mình lên cái dàn đầu của nó trước đi. Thì cái đồng hồ của nó đâu mất tiêu rồi. Dạ đồng hồ tháo bỏ cho nhẹ. Nói chung là cái gì không cần thiết là mình tháo ra. Đúng rồi. Cùm không có. Dạ đúng rồi. Rồi mình bật đèn ở đâu? Xe này chạy đâu cùm đèn đâu anh. Không có chạy đêm hả? Không chạy đêm, trong đêm sân có cái đèn mà, có cái đèn mình chứ. Nói chung là những cái phần nào mà mình lượt bỏ cho nhẹ được mình chứ lượt bỏ. Ok, thì xe này xe đua nha anh em. Thì đồng hồ không có, cùm không có, công tắc không có. Ở trên dàn ghi đông là mình chỉ thấy có cái bộ thắng à. Thắng là chắc chắn là phải để nè. Thắng cùm ga. Thì cái cùm ga thì đi cái cùm ga TZM bình thường thôi. Giá của nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi. Đó, bao tay. Bao tay TZM luôn. Rồi. Cái cùm không có, bên đây có tay côn thôi. Nói chung là nhìn nó sạch bân luôn. Mình làm cho nó mới toàn diện lại luôn. Ừ. Rồi cái đầu đèn nó là không có bóng đèn luôn. Hên quá có hai cái xi nhan. Hai cái xi nhan rồi hai cái bóng đâu? Hai xi nhan hai bóng mà em tháo ra luôn, em gắn hai cái miếng này vô cho nó đẹp thôi. Cho nó đẹp thôi đúng không? Dạ. Là mình đi cái đầu đèn của Sonic 125. Dạ. Ừ. Ủa cái xe này là 150 mà ta. Dạ, đúng rồi. Mà em phá cách á, em đi đầu với về của Sonic 125. Là xe này là ý tưởng là em độ luôn. Dạ, ý tưởng là của em. Ừ, đúng rồi. Em là người chạy cái xe này. Dạ đúng rồi. Và ra ý tưởng dọn nó, còn chủ xe là một ông anh nữa. Dạ, chủ xe. Rồi hiểu rồi. Ok, là nói chung là cái đầu là không có gì hết á, không có đèn luôn. Có cọng di đĩa nè, dây heo. Thì mình đi theo cái cọng di đĩa xuống dưới coi nó có cái gì không ha. Ở dưới này thì nó có mỗi con heo dầu zin. Cái này mình không có chơi heo độ, tại dạ, sao vậy ta? Dạ là heo zin nó sẽ kiểu là nó sẽ không có bị những cái trục trặc khi trên mình xe này, là để dành xe mình đua, mình gắn heo zin nó sẽ đảm bảo sự an toàn cho mình hơn anh. Ừ. Lại hắn một phần nó cũng dịu hơn. Ừ, anh hiểu rồi. Kiểu như cái con heo zin nó không có hành mình. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Cái con heo đồ chơi đôi lúc nó hành mình nữa. Đúng rồi. Cho nên là quyết định để con heo zin để cho nó có độ ổn định nhất nha anh em. Đúng rồi. Đi mỗi cọng dây dầu. Dây dầu thì mình thay cho nó đẹp với nó nhẹ. Dạ đúng rồi. Đó. Gió phụt thì phay thái hết. Dạ, đúng rồi. Gió phụt là mình phay thái làm chi biết không? Cái này anh nói không biết đúng không? Gió phụt mình phay thái để cho nó giảm được phần nào nó giảm. Dạ, cái trọng rồi. Lượng xe. Dạ, đúng, đúng rồi. Cái đĩa là mình đi đĩa kinh bít nè. Cam là đi cam gì em? Dạ cam là cam X1R. Cam X1R, cam này giá nó tầm trăm ngàn bộ không ta? Dạ đúng rồi. Quá rẻ luôn. Dạ đúng rồi. Ơ xe mày lấy giải nhiều quá sao mày tiết kiệm quá vậy? Tại nói chung là mình cái nào mình quan trọng thì mình quan trọng, chứ còn về phần ngoài thì tụi em không có quan trọng về phần ngoài. Đúng rồi. Nói chung là nó đạt cái đồ ổn định thôi, còn đồ đạt thì bình thường lắm. Cái này mới bình thường nữa nè. Một cái niền, anh em thấy mấy cái niền màu xanh thấy không? Niền Dale. Niền này giá nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi. Giá anh như bữa mua như là 450 hay 500 vậy. 450 hay 500 thôi. Quan trọng luôn. Tại sao mình chọn cái niền rẻ như vậy? Dạ cái nhất là cái màu nó là cái màu xanh, là cái màu này kiểu như hợp với em. Ừ. Mấy cái niền khác nó không có màu này. À. Chỉ có Dale nó mới có màu này thôi. Ừ. Cái một phần quan trọng là cái niền nó nhẹ hơn mấy cái niền. Nó dỏm, đúng không? Đúng rồi, chấp nhận là nó dỏm luôn nhưng mà nó nhẹ. Nó nhẹ hơn. Cầm nó nhẹ lắm. Dạ đúng rồi. Thì xe này á là mình dùng mình chạy đường thẳng, mình chạy có mấy trăm mét không à. Xong mình đem vô mình cất với mình nổ máy thôi. Dạ. Cho nên là anh nghĩ cái niền này nó cũng ok rồi ha. Dạ đúng rồi. Đó. Thì quan trọng là nó nhẹ nè. Cái niền này là ăn gian thêm được chút xíu trọng lượng nữa nha anh em. Cái này nó mới bình thường nữa nè. Lớp camel. Lớp trước là mình đi lớp camel. Cái lớp này nó giống y như cái lớp mà mình mua mình gắn cho chiếc Mio của mình, nó size của nó là 45, nó chút ép rồi. Một cái lớp bình thường thôi nó gắn vô một chiếc xe đua. Mà nó lấy mười mấy giải luôn anh em, ghê gớm không? Chắc cũng có lý do tại sao mà mình gắn cái lớp này, thì để mình hỏi bạn này luôn. Dạ. Sao mình chọn lớp này? Dạ, anh là cái lớp này nói chung là cái giá hành nó rẻ. Ừ. Cái nhất là giá hành nó rẻ. Ừ. Cái hai là trong mấy cái loại mà lớp nhỏ này á. Ừ. Chỉ có camel với lại IGC là có vỏ trước là vỏ nhỏ thôi. Nói chung là giá hành rẻ thì mình chơi rồi, tại xe mình chạy đường thẳng chứ mình không chạy ngoài đường. Quan trọng là cái bánh sau nữa kìa. Dạ. Cái bánh sau mình mới cần đi cái lớp cho nó bám anh em. Tại vì khi mà mình đề ba á là cái bánh sau nó hay trượt. Thì cái lớp sau chút xíu mình ra mình quay cho anh em coi. Rồi cái dè này giống dè ẹt vậy. Dè Sonic 125 hả? Sonic 125 à. Cái dè làm đi một cái dè Sonic 125
mà cái dè này kiểu như em ngứa tay quá em cắt nó cục ngỉnh luôn á. Em ngứa tay em gọt cho ngắn lại bớt xíu. Cái này đi mưa rồi nó văng nước lên sao? Văng nước lên là... chịu anh. Cái xe này đâu có chạy đâu. Ở nhà không, nó đâu có văng được đâu. Cái xe này chỉ chạy trong trường thôi, cho nên là cắt luôn, không có cần trắng bùng gì hết đó. Gắn cho đẹp thôi. Cho anh em coi cái sườn xe nè, thì cái sườn này là gỡ ra hết luôn, gỡ dàn áo ra hết luôn, mình sơn cái sườn lại màu bạc. Cái sườn này là mình có gia công gì lại không em? Dạ không anh, sườn này là nguyên một cái sườn zin luôn anh. Mình chỉ cắt bớt thôi chứ không có gia công sắt thêm. Dạ đúng rồi. Cho nó nhẹ đúng không? Dạ không có cắt bắp nào luôn anh. À, ơi cái này anh thấy mình có thể phay thái người ta cho không? Dạ vẫn cho, nhưng mà cái này là tụi em không có phay, tại vì cái độ thẩm mỹ của nó với lại phay thì nhìn nó cái xe nó không có đẹp. Nó yếu đi. Dạ đúng rồi. À, nói chung là không có phay lỗ, nếu mà chiếc này phay lỗ nó nhìn nó ác hơn nữa anh em. Ok, chút xíu nữa mình nói về cái bộ phận máy móc của chiếc này đi ha. Bây giờ mình đi ra ngoài nó trước đi. Thì cái yên là mình gọt lại. Cái yên này yên đi phố bình thường thôi. Yên gọt lại đi phố bình thường thôi. À, trong đây cái bình xăng là mình đã thay rồi ha. Dạ đúng rồi. Bình xăng là nó chứa được xíu à. Chứa được khoảng 2 lít không? Dạ cỡ đó. Cỡ 2 lít là hết rồi. Chạy được mấy vòng? Chắc cũng được 4-5 vòng là hết xăng. À, ok, bây giờ qua máy này. Thì chiếc này nó đã đi số gãy rồi. Bình thường á, cái cần số á, là nó nằm chỗ này. Nhưng mà chiếc này dời lên đây. Để cho nó đúng với cái thế mình chạy á. Dạ. Mình núp gió nó dễ đúng không? Wow. Quá đã luôn. Đi cái bên đạp Racing Boy nè. Cái bộ cần số gãy bằng nhôm nè. Đó, mấy cái này giá cả thì chắc là khỏi nói ha. Dạ. Cái này thì nhiều loại lắm. Đó, thì quay cho anh em thấy thôi. Về cái phần bô của chiếc này là nó đi cái lon WRX. À, cái cổ là cổ R8. Cái âm thanh nó như thế nào ta? Cái âm thanh nó nổ thì cũng bình thường anh, nhưng mà nẹt lên thì nó ghê gớm. Ừ. Quá dữ luôn. Cái gấp là đi mỗi gấp GOB. Gấp Thái. Gấp Thái GOB. Dạ. Gấp nhôm luôn hả em? Dạ đúng rồi, gấp nhôm luôn anh. Gấp nhôm nhưng mà màu xám titan. Dạ. Đó. Về cái đĩa trước cũng như cái đĩa sau thì cái đĩa sau cũng đi một cái đĩa kinh bit, một con heo dầu zin luôn. Dạ. Đằng sau là đi một cái cọng dây dầu Morin bình thường thôi. Dây dầu này hơi bị rẻ luôn á. Dạ đúng rồi. Cái đùm này đùm gì em? Dạ đây là đùm SBS của Thái Lan. Ồ, à, đùm này đùm Thái hả? Dạ. Nó y chang đùm xe đạp mà chế qua xe máy gắn vậy. Nó chút xíu à. Gắn được cái đĩa đàng hoàng nha anh em. Cái lớp này nó mềm mèo. Lớp này là có ruột bình thường luôn. Giá thì mình nhớ là nó tầm hơn 1 triệu á. Quá dữ luôn. Đằng sau sao mình không đi lớp camel? Dạ thôi anh, lớp camel. Nó sạc á. Cho nó rẻ. Không được, cái nào rẻ được một phần rồi chứ. Bị chú trọng ra phần sau nhiều hơn. Tại đằng sau là lúc mà mình tung cái đài ba mình phải sử dụng cái vỏ dành riêng cho nó. Ừ. Chứ không mà mình sử dụng những cái loại vỏ bình thường, mình tung nó sẽ bị sạc cái xe. Ừ. Mình sẽ hư ra. Mình mà tiết kiệm mình đi camel là thua luôn. Đúng rồi. Đằng sau là đi một cái dàn áo của Sonic. Gắn hai cái ốp thôi với cái mural. Bên đây là anh em nhìn thấy cũng biết rồi ha. Đây là cái phụ nitron. Hàng phách. 2 triệu mấy. Cái này sao mình không cắt luôn bình dầu này, mình dục cho giảm trọng lượng. Dạ, không cắt là khỏi chạy luôn á ba, đúng không? Đúng rồi, cắt là khỏi chạy luôn. Cái bình dầu này có dầu đây nè, cắt là khỏi nhúng luôn á. Cái cây phụt này nếu mà mình đầu tư cho nó cây phụt riêu thì nó tốn tầm 2 mấy triệu. Còn phụt phay tầm 2x. Ốc ác chiếc này là ốc mới và ốc Salaya. À, mấy chi tiết này là ốc zin hết, không có thay ốc Salaya. Đó. Thì bên đây thì nó cũng có gì đâu, nó có cây phuộc 2X, rồi bộ sên nhông dĩa, để mình coi chiếc này, quan trọng là cái sên nhông dĩa nhiều anh em quan tâm nè. Dĩa bông 2, dạ. Sên gì? Sên này là sên 7 ly. Dĩa sắt bông 2, sên 7 ly, đùm xe đạp, quá dữ luôn, nhẹ hỏng luôn. Xe này mình có gắn whip ship không ta? Dạ không anh. Khi mình chạy là mình vô số như thế nào? Dạ là bóp còn vô số như xe bình thường của mình. Chứ mình không có vô số sống hả? Dạ không anh. À, nói chung chạy mấy chiếc này phải biết chạy nha. Và cái tướng mình nó phải ốm ốm thì mình mới ăn gian được mấy anh bự bự. Mình nhẹ hơn thì mình lợi thế hơn như bạn này nè. Nhìn tướng này là ok luôn. Đó. Ở đây là cái cần số nè. Cái cần số là nói xuống đây. Một cây đũa. Quá đã luôn. Dữ thiệt.
Về cục máy chiếc này là mình đi cái gì chắc là mình đâu có chia sẻ được đúng không? Xe này xe đua mà. Muốn chia sẻ thì em chia sẻ cho biết luôn. Chia sẻ luôn hả? Chứ sao? Ơ vậy lộ bài sao? Thì nói chung là mình chia sẻ thì ai canh được thì canh, không được thôi, chứ mình giấu giếm thì cũng đâu được gì. Ok, vậy bây giờ mình chia sẻ sương sương cho anh em biết luôn là cái bộ phận mà bô xăng lửa của chiếc này nó gồm có những gì, để cho anh em nào mà đi xe đường phố thôi, không có đua nhưng mà anh em cũng thích tham khảo. Ok. Thì thôi, lên đây là xe này em đi Mobin, là Mobin Takegawa. Mobin sườn Takegawa. Còn họng là họng xương quạt 34. Họng xương quạt 34 luôn. Cái này là cái lo kèn xin si để em tiện vô. Ủa cái lo kèn này chi ta để nó khỏi kèn hả? Dạ nó có cái lo kèn này để lúc mà khi cái xe mình nó về đuôi được nhiều gió. À có nghĩa là mình không đi lọc trụ mà mình đi gió sóng luôn á. Dạ đúng rồi. Rồi. Kim là kim rét leo 107. À kim rét leo 107 bình thường thôi. Rồi ống xăng á, là ống xăng của Tây, là ống xăng lớn. À rồi EQ là mình đi EQ gì? EQ thì để mở cất. Ừ. Xe này là có hai cục EQ. Ừ. Tại cục đang hiện gắn trên xe là RC Mini 5. À. Trước là chạy Red Leo V3 Racing. Đi RC 5. Dạ. RC 5 mà canh vô dưới ta. Dạ. Đúng không? Dạ. Canh vô tới luôn á, tới nái luôn á. Dạ. Đây là cái bình xăng nè anh em, bình xăng chút S nè. Bình xăng này tầm khoảng 2 lít. Ở đây là cái bình xe. Rồi hết rồi. Nói chung xe tháo hết rồi. Đó. Tổng quan cái xe như thế này. Cực kỳ đơn giản luôn, nhưng mà lấy tới mười mấy cái cúp rồi, ghê thiệt. Thì chiếc xe này nó như vậy thôi, nãy giờ mình chia sẻ cho anh em hết rồi đó. Đồ đạc nó thì tháo dục hết rồi, trên xe là còn mấy chi tiết quan trọng để chạy thôi, không có đồng hồ gì hết. Rồi bây giờ đề lên thử cho anh em nghe tiếng máy nè. Ê cái nút đề đó rồi. Thì em tháo nút đề em dục luôn anh. Dục luôn hả? Dục luôn. Vậy đề sao? Ở đây nếu mà mình nổ máy mình chạy thử vòng được không? Chắc được mà đúng không? Xe này bô xăng lửa mà nó đâu có như mấy chiếc mà máy lớn đâu. Dạ. Ok bây giờ giật bánh như thế nào? Dạ. Anh chạy thử vòng luôn coi. Dạ. Trải nghiệm thử coi. À phải cắm này vô hả? Đúng rồi. Có anh nhìn là bơm nước nhà bơm nè. Ừ. Là bơm nước bắt đầu nó kêu. Dạ. Em cái xe này á là gia tốc mình đo GPS là nó được bao nhiêu? Tại em nói chung xe này em cũng đo gia tốc, em chỉ tính bằng số giây trên sân thôi. Ờ, bao nhiêu ta? Dạ xe này hiện tại thì nó chạy được 8 giây 8. 8 giây 8 trong vòng bao nhiêu mét? 201 mét. 8 giây 8. Dạ. Quá dữ luôn. Bây giờ nổ máy. Có cần lên ga không? Ok bây giờ để mấy bạn này nổ máy nha. Một cái một thôi, nhẹ nhàng. Rồi. Rồi số ngược đúng không? Đó là số 2 em. Ừ. À. Rồi hiểu rồi. Wow. Hát thiệt anh em ơi. Nói chung nó nhẹ nhàng thôi, nó như xe bô xăng lửa thôi, nhưng mà nó đạt hơn. Đạt hơn nhiều lắm. Mình đang đi số 3 á. Giờ trả số là giật ngược về. Cái xe nó cực kỳ nhẹ luôn nha anh em, nó cực kỳ nhẹ luôn. Wow, ngồi nó lùng tỉnh à. Cái chiếc này thì không phải là dáng rắc, nó là dáng cao. Dán cao là nó còn giữ dán chứ không phải là phá dán luôn. Còn dán rắc là mình dùng một cái sườn khác luôn anh em. Lộn, giờ mới vô số 1 nè. Đó, số 1 nè. Ghê quá. Mình mà nhấp á là nó đờn, xong mình dặn á là nó giọt. Xe này sốc là dặn á. Xe này canh đua mà. Thôi đi vô trả xe nè, đi ra đây công an lụm á. Xe này không có chạy qua đường phố nha anh em, xe này chỉ dùng để chạy trên đường đua thôi.
cái thế mà ngồi chiếc xe này á, mình ngồi kiểu như mình chồm phía trước vậy nè, mình núp gió thử ha. Đó, núp gió là vô thế luôn à, cái đít ra phía sau là vô thế luôn. Thôi chạy thử cho anh em coi thôi. Hả? Châm có miếng xăng hả? Tại vì cung với tay dặn mạnh quá cung luôn á. Bình thường quá, có xăng lửa bình thường nhưng mà đã lắm, đạt lắm. Thôi trả anh em nè, quá đã luôn. Giờ quay cái cúp đi. Quay cái gì? Quay cặp 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 cái cúp đó. Tắt máy. Rồi, chào cúp luôn, mới chạy vòng được cúp rồi nè. Yeah. Yeah. Đây là cúp mình giành được nhất ở hạng 8. À ok, đó. Quá đẹp luôn, cúp này bự dữ ta. Dạ đúng rồi. Đã không? Đã. Rất là vinh dự luôn ha. Dạ, còn cái này là của tháng 10 em. Tháng 10, cái cúp này đẹp hơn nè. Dạ đúng rồi. Cái cúp này còn mới hơn, bọc ni lông luôn. Cái này là một cái gì đó rất là vinh dự với người làm ra một chiếc xe đi chạy nè. Dễ nhất. Quá trời cúp luôn. Còn cái này là của tháng 11. Tháng 11. Rồi cái tháng nào mà cái xe nó bị lúp bê đâu? Dạ là cái tháng này nè. Là cái này đúng không? Dạ. Là cái cúp đặc biệt nhất nè, bự dạ. Nhất. Dạ, đúng rồi. Là sàn cục máy qua trong vòng 5 phút luôn. Dạ. Quá dữ. Là ra lấy cái giải này luôn. Dạ. Rồi cái cúp này. Dạ, cái cúp này là mới lấy ở trong tháng 4. Đây là cúp gần nhất nè. Dạ. Là lấy luôn. Rồi chừng nào mới nhường cho người ta lấy với. Chưa biết. Chưa biết. Cái xe nó còn đạt thì mình cứ lấy thôi. Dạ. Rồi cái này là mấy cái cờ. Dạ. Đó, giải Phạm Long nè, giải Boss. Ok, thì địa chỉ mình ở đây là bao nhiêu? Dạ, 5/46 khu phố Bình Minh 2, thị xã Giang, tỉnh Bình Dương. Thì ở đây là bạn này có sửa xe luôn, mình làm xe gì ta? Dạ, làm xe gì cũng làm hết đây. Xe gì cũng làm hết, dạ. Thì anh em mà muốn qua đây để mà ngắm xe, ngắm mấy cúp nè, thì có thể ghé tiệm này để mà sửa xe, nói chung là xe gì cũng làm hết. Ok, bây giờ chắc là mình đi về thôi. Hôm nay thì đi qua bên đây để mà mình xem cái chiếc xe Sonic dáng cao đua 2K nó đạt mười mấy cái giải. Thì mình cũng đã quay cho anh em xem rồi ha. Cảm ơn anh em đã xem video này của mình. Nhớ subscribe, like và share nếu thấy hay. Và đừng quên bấm chuông để khi mình có những video mới thì anh em có thể nhìn thấy được. Bây giờ thì bye bye anh em.